khẩu súng Tuấn Khỉ dùng để gây án ở đâu ra? Theo cơ quan điều tra, khẩu súng AK Tuấn Khỉ dùng bắn chết 5 người và 2 người bị thương là do bị can Tâm mua từ Campuchia mang về. Ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các bị can liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, bắn chết 5 người. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 18 bị can về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, Tuấn Khỉ đã dùng súng AK bắn chết 5 người, bị thương 2 người, cướp 3 xe mô tô và số tiền 800 triệu đồng. Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, trong quá trình lẩn trốn, Tuấn Khỉ phát hiện lực lượng truy bắt và dùng súng chống trả lại nên bị bắn chết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng. Bị can Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1978, tức Tí Bà Giòm, là người trực tiếp sang Campuchia mua một khẩu súng AK, một khẩu súng K54, một khẩu súng K59 cùng một túi đạn và nhặt hai quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Sau đó, Tâm đưa cho Tuấn Khỉ, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Tâm đã đưa cho Tuấn Khỉ một khẩu súng AK và Tuấn Khỉ sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp số tiền 800 triệu đồng. Sau khi gây án, Tuấn Khỉ đã đưa số tiền 800 triệu đồng cướp được tại sới bạc cho Tâm cất giữ. Hành vi của Tâm đã phạm vào tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với các bị can Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi, mặc dù biết số tiền 800 triệu đồng do Tuấn Khỉ sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng, nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném phi tang khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối với các bị can Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mẻ và Nguyễn Kim Ngân biết rõ Tuấn Khỉ dùng súng AK bắn chết người và đang bị truy nã, nhưng vẫn tìm cách giúp Tuấn Khỉ trong thời gian lẩn trốn. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội che giấu tội phạm. Đối với Đặng Ngọc Trung biết Tuấn Khỉ dùng súng bắn chết 5 người và cướp tài sản, Trung biết rõ nơi ẩn náu của Tuấn Khỉ nhưng không trình báo công an. Hành vi của Trung đã phạm vào tội không tố giác tội phạm. Hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu tới an toàn trật tự tại địa phương, nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật. Đối với Trần Quốc Đạt, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.